Nè, coi nè. Sao lâu quá vậy? Đẹp không? Đẹp không? Hả? Mới mua nữa hả? Ừ. Đẹp không? Mua nào vậy? Bí mật. Khi nào rảnh, mình sẽ từ từ kể cho bạn nghe. Bạn có anh chàng nào rồi phải không? Ờ, đã nói là bí mật rồi mà. Tò mò quá à. Mà thấy có đẹp không? Nè, chưa hết nha, còn cái này nữa nè. Đẹp, thôi vô cất đồ đi. Mắc tiền lắm á. Từ từ, làm gì gấp dữ vậy? Coi đi, coi có đẹp không nè. Đẹp không? Rồi đi vô đi. Vô cất đồ đi mà đi học. Vô duyên quá à. Mà có đẹp không? Rồi đẹp, đẹp vô đi, nhanh lên, trễ giờ học rồi. Đi. Làm gì gấp dữ vậy? Từ từ. Đẹp quá ta. Bạn trai tặng chị đó. Chị cho ta mua với. Trời ơi, trời ơi, trai ga lăng ghê nha. Anh cũng nghe mà tôi ghen tị, chịu không nổi luôn á mày ơi. Thì bà cũng kiếm ông đi. Rồi kêu tặng cho. Ủa dễ kiếm lắm hả? Đâu ghen lệ. Đẹp quá à. Ồ đúng rồi, ta cũng thích cái này lắm á mọi. Ừ. Nó sáng á phải không? Bạch kim luôn. Bạch kim mà. Chứ còn cái nữa nhìn là biết rồi, đắt lắm đó. Chào người đẹp kia. Lạ nha. Nhìn ra nó luôn đó. Trời ơi. Dạo này Hạnh thay đổi dữ ha. Hôm nay lên đồ đẹp quá ha. Đúng rồi đó. Đúng là giờ nhìn lạ nó cũng ra nha. Thiệt đó mày ơi. Mặc đồ đẹp thấy mặt chảnh lên liền ha. Ủa, cái dòng của bạn mua bao nhiêu vậy? Cái dòng này hả? Bạch kim, hai chai. Mua lại không? Không lấy lời. Hợp với bộ đồ của Hạnh đó. Ê, cái dòng này mà mua bằng hai chai rượu hả? Hai chai rượu mày nghe nói hai chai rượu đó, hai chai rượu đó. Sao lại cười? Hai chai rượu tính là bao nhiêu tiền? Trời ơi. Lúa dễ sợ mà sao có đồ đẹp mặc vậy ta? Trời, không biết nó lửa đâu ra đâu vậy mày. Nè, bồ mới chăn được gà phải không? Gà gì? Trời ơi. Trời ơi, còn cái đôi hài của cô Tấm nè tụi bay ơi. Trời ơi, nhìn nè. Đẹp quá à. Đẹp dữ dội không tụi bay? Đứa nào cũng muốn thử không? Đây, thử đi. Để đây. Tôi nói cho mấy người biết hả? Rồi á, tôi sẽ có đôi dép đẹp gấp mấy chục lần đôi dép mấy người đang mang đó. Ui, ghê chưa kìa. Trời ơi, sợ quá. Nói được làm mày, được sợ quá à. Sợ thiệt đó. Để rồi coi. Để còn vậy nữa chứ. Thôi thôi thôi, giỡn với nhau như vậy đủ rồi. Làm gì mà căng thẳng với nhau dữ vậy? Không có gì đâu. Đừng có để bụng nha người đẹp. Hả? Người đẹp. Người đẹp. Nghe mà thấy ớn. Nói gì hả? Hả? Cái gì? Nói gì? Cái gì hả? Hả? Muốn gì? Mày muốn gì? Thôi. Thôi. Bỏ đi. Ghê hả? Ghê mày. Ừ. Nó mệt vui hả? Ừ. Nhưng mà nói chung hôm nay tôi cái môn bà, học tao thấy tao dễ thấy giống hiểu. Con tắc kè ghê luôn. Đây, màu đỏ. Xe ra đi. Sao đại ca lại tới đây? Hay là anh ba đến đón tôi á? Bà đừng có khùng quá. Anh mày tới. Thôi mình ra ngoài đi. Ờ, đi, 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 đi coi. Anh ba. Chào anh, chào anh ba. Ba. Ủa sao anh ba tới đây? Anh tới đây làm gì? Là chuyện của anh. Anh Vũ, anh có biết không? Hôm nay á em ngủ, em mơ thấy anh hoài luôn đó. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo có mặt liền à. Thôi được rồi, mấy em về trước đi, tối gặp uống cà phê. Bộ có chuyện gì quan trọng hả anh? Việc quan trọng là việc của anh, mấy em về trước đi. Thôi bà nói vậy rồi, tôi về đi. Từ từ đã. À, tối mai á anh ra quán cà phê, tụi em có nhiều phi vụ đang đợi anh ba đó. Đã nói về đi mà. Dạ, thôi mình về đi. Ừ. Thôi mình về. Bye bye. Bye bye anh ba. Chào anh ba nha. Dạ em về.
Chào em. Ủa anh, sao anh chạy xe vô đây được vậy? Họ biết anh là ai rồi mà. Còn giới thiệu với bạn, đây là anh Vũ, bạn của mình. Còn đây là Thủy Tiên, bạn học chung lớp, ở chung phòng với em á. Chào em. Chào anh. Thủy Tiên về trước đi, rồi mình đi làm nữa, chút tối rồi gặp. Mình đi nha anh. Em nè. Thôi mời bạn của em luôn đi. Bạn đi ăn với mình không? Nhưng mà nếu bạn đi á là chú bạn về một mình đó nha. Thôi hai người ăn đi, mình có hẹn với bạn rồi. Mình về trước nha. Chào anh. Qua đây. Chuyện gì hả? Nói đi. Ngày mai có bài kiểm tra đó, đi về sớm nha. Biết rồi. Mình đi ha anh. Mà đợi anh ghé nhà thay bộ đồ cái nha. Sáng giờ mà có bộ đồ này à, hồi lắm. Dạ. Lại quen được với anh ba và tụi bay. Tao không biết nữa. Sao anh ba quen được với Hạnh ta? Để tao gọi điện thoại hỏi anh ba cái đã. Ừ, gọi đi. Thôi, làm vậy để ông biết tụi mình đứng rình ông nãy giờ hả? Dẹp đi. Thôi đừng gọi nữa. Đúng là không thể tin nổi mà. Phải tin thôi. Mà nè, ông đang để mắt tới bả phải không? Đâu có. Thôi đi về. Thôi mình về đi. Ừ, đi. Em, chị nói nè. Dạ. Em, đây là bảng giá của các loại nước uống, thức ăn và thuốc lá. Em phải nhớ cho kỹ nha. Dạ. Nè, tên ở bên đây, còn giá nó ở bên đây. Em nhớ cho kỹ nha. Có gì không hiểu em cứ hỏi chị. Vậy ha. Dạ. Đứa dây đẹp đó, nhưng đừng có quên một cục, thì chắc chắn sẽ không bạn. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành quý cô đó. Quê mùa có cái hay của quê mùa chứ anh. Anh yên tâm đi, chỉ trong vòng một tuần em sẽ biến nàng thành dân chơi thứ thiệt, có nhãn mát và đẳng cấp hẳn hoi. Thôi công tử ơi, cái gì thuộc về bản chất á thì có thay đổi được trời. Em đảm bảo với anh, chỉ trong vòng một tuần nàng sẽ biến thành tiểu thư Sài Gòn từ trong ra ngoài. Thế không? Nghệ của em mà. Tôi không tin. Ly thì để ở bên này. Dạ hiểu. Còn bên đây á là nguyên liệu để pha chế các loại nước uống. Em cá với anh, chỉ trong một tuần thôi. Được. Phần thưởng là gì? Một cái điện thoại đời mới nhất. Tự tin quá đó. Ok. Quân tử nhất ngôn. Được. Nhớ đó. Anh nhớ đó. Vô đi. Em phải học cái cách pha chế nữa. Dạ rồi. Nhớ chưa? Hehehe.
Ê. Tăng tăng tăng. Thấy đẹp chưa? Đẹp không? Đẹp chưa? Thấy gì mình đẹp không? Giống công chúa chưa? Đẹp. Mà không đi làm hả? Sao về sớm vậy? Ừ, tại vì anh Vũ là bạn thân của chủ quán mình, cho nên mình được ưu tiên. Hôm nay mình làm có một chút à, cái anh Vũ anh chở mình đi mua giày. Anh Vũ. Nè, còn đôi giày này nữa, đẹp lắm. Thủy Tiên coi nè, đẹp ghê chưa? Thủy Tiên mang thử không? Ê, ê, thôi, thôi, thôi. Thử không? Vậy có gót mình đi không được đâu. Sao vậy? Ừ, cái này á, gọi là guốc cao gót á. Thủy Tiên biết không? Ừ, guốc cao gót. Mà anh Vũ có phải là người hồi trưa đón Hạnh về không? Ừ. Chính là người đó đó. Đẹp trai mà chạy xe hơi đó. Mà sao Hạnh quen ảnh vậy? Thì ông trời ông bắt mình quen thì mình phải quen thôi. Mà nghĩ lại á, cũng thật là ngẫu nhiên, lãng mạn và hạnh phúc nữa. Bộ thích ảnh rồi hả? Mình chỉ mến ảnh thôi hà. Tại vì anh Vũ ảnh rất là tốt bụng. Mà sao mới quen nhận đồ của người ta tùm lum hết vậy? Đây là tiền lương mà người ta trả trước cho mình chứ bộ. Mà làm gì Thủy Tiên hỏi mình như hỏi cung vậy? Mình làm được tiền lương á, thì mình lấy mình đi mua đồ. Làm vậy có ảnh hưởng, có mắc mới tới ai đâu. Mình xin lỗi, xin lỗi. Thôi, vào trong đi, rồi kể cho mình nghe về anh Vũ của Hạnh nha. Anh Vũ của Hạnh? Anh Vũ nào của mình chứ? Chứ không phải vậy hả? Thủy Tiên này, đi vô. Qua cũng đẹp đó, đúng đẹp, cũng kết nữa. Ừ, tao thấy cái bộ đó hợp với tao hơn. Cho hai người đẹp. Hai người đẹp. Nay lại có đồ mới nữa à? Vô đi Hạnh. Ê, đôi giày đẹp quá ta. Ê, mua mấy lít vậy? Trông xanh điệu quá ha. Sành điệu là cái gì? Mà sao gọi là lít? Tôi đâu có nghiện rượu đâu mà kêu chai với lít. Sành điệu ở đây á, tụi mình nói bạn hợp mod, hợp thời trang. Đôi giày của bạn rất đẹp, rất phong cách. Đúng là tác phong của người có tiền, biết chơi, biết hưởng thụ đó. Còn một lít là 100.000. Tụi mình hay nói như vậy. Thiệt không? Thiệt. Ừ, thiệt đó. Ừ, đúng rồi. Đẹp quá ha. Hạnh, bây giờ á, tôi thấy Hạnh sành điệu á, mà Hạnh lại đẹp nữa. Đúng rồi, nhập hội đi, nhập hội đi. Hạnh đủ tiêu chuẩn rồi đó. Nè, đã muốn sành điệu thì phải sành điệu từ gốc tới ngọn. Có gì không biết tụi mình chỉ cho. Thiệt không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi đó. Hứa luôn, điệu sẽ sành điệu nhập cái tụi này đi. Vô đi. Chiều nay đi với bọn mình nha. Ừ, đi đi. Ừ, đi đi, vui lắm. Đi nha. Đi 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 đi, đi cho biết. Rồi hứa rồi, rồi okay, nha. Ha. Nhớ đó nha, chuyện này đi nha. Hứa rồi nha. Nhớ đó nha. Kinh. Kinh nè. Số con rệp. Bài gì đâu? Mấy nút mày? Trời ơi, thua nữa hả? Rồi, rồi, mở bài. Xuống bài nha. Rồi, dở. Sẵn tàng hình. Dách, dách, sẵn.
Rảnh. Mộ binh. Mộ binh thì buôn bài ra đi còn xét bài nữa. Rồi, người 5 triệu. Nè, xui quá. Thua hoài. Thôi, em có việc phải đi trước đây. Ừ. Ăn rồi bỏ đi mày. Ờ, chạy là không được cho tôi nha. Ê, sao chơi kỳ vậy? Trời ơi, em đi lo việc về cho bà chị đó. Nó mà xỏng một cái bà chị chịu trách nhiệm nha. Vậy hả? Sao không nói sớm? Thôi, để cho nó đi công chuyện đi. Chuyện làm ăn mà, tụi mình ngồi lại chơi với nhau cũng được. Em đi công việc về, chơi với tụi anh tới sáng luôn. Lần sau không có vậy nữa nha. Ừ, nhớ nha chú em. Dạ. Hai anh chờ em chút nha. Mày thua nhiêu vậy? 30 chai. Nay xui quá mày ơi. Tao cũng xui như mày thôi. Bữa nay ăn dữ ha. Vũ à, dạo này hàng đang hiếm, tao bị hối dữ lắm. Chú á, xúc tiến nhanh lên cho chị xem mặt đi. Thời cơ đến á, là mình xuất ngay. Ok, tối nay em sẽ cho chị xem mặt. Còn địa điểm á, em sẽ báo chị qua điện thoại. Ừ được. Vậy nha, cậu về đi. Dạ. Nè, ông Vũ không phải là một tay dừa đâu đó. Thiệt không? Đúng rồi đó. Nghe nói ổng là đại gia cũng sừng sỏ lắm. Vậy đó. Hả? Vậy mới có chuyện để nói chứ. Dạo này thấy con Hạnh nó thay đổi quá chừng ha. Ờ. À, chào anh ba. Chào Hạnh. Ôi, chào mọi người. Anh ba. Dạ, chào anh. Ủa, sao mọi người quen biết nhau hết hả? Dạ biết chứ anh. Hạnh học chung lớp với tụi em mà. Còn rất là thân nữa, phải không Hạnh? Phương Anh với lại em ngồi chung bàn với nhau đó anh. Hôm nay quần anh thấy Hạnh đẹp quá à. Ê, Vũ. Chào. Mọi người ở chơi nha, Hạnh vô làm việc đó. Được rồi, ngồi đi em cứ ngồi chơi. Vũ là người nhà, em là người yêu của Vũ, nên coi như là người nhà luôn, ha. Việc của em không làm thì người khác làm. Rồi, thôi, mọi người ngồi chơi vui nha. Cứ tự nhiên. Dạ, bye bye anh. Chào anh. Wow, dạo này Hạnh đẹp ra hẳn ha. Trời ơi, cái sợi dây chuyền của Hạnh đẹp quá ha. Thôi, được rồi, để chiều nay chính thức ra mắt bạn gái, anh sẽ mời các em đi ăn nhà hàng. Wow, thiệt của anh ba. Trời, có đời nào anh gạt tụi em đâu. Anh ba là nhất á. Đúng rồi đó. Anh ba à, em có chuyện muốn nói. À, thôi tụi em ngủ uống nước nha, anh đi nói chuyện chút xíu. Dạ. Wow, hôm nay Hạnh đẹp Hạnh, quá ha. Đúng rồi, anh mua sợi dây ở đâu mà đẹp quá vậy? Biết sành điệu rồi đó. Bộ đồ này tôi mới mua. Có chuyện gì mày? Chuyện đó tao giao mày làm tới đâu rồi? Em làm tới đích rồi. Nhưng mà bây giờ hàng của em bị phỏng thê trên rồi. Mày nói cái gì? Thằng nào dám làm chuyện đó? Thằng nào? Mày nói đi, tao xử nó cho coi. Thằng nào? Thì chính anh chứ còn ai nữa. Là sao? Sao mà anh quen biết được con nhỏ đó vậy? Thôi được rồi, tao hiểu rồi. Mày ráng giải quyết cho tao cái vụ này xong đi nha. Nhưng mà em biết phải làm gì bây giờ? À, bảo mẫu. Trong thời gian cô ở trường. Bảo mẫu hả? Ừ. Quyết định vậy đi nha. Ok. Anh ba, khi nào mình đi ăn nhà hàng vậy? Anh quay lại rồi hả?
Thôi em lên nghỉ đi. Dạ. Anh chạy xe cẩn thận nha. Em lên đây. Chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Dạ. Rồi đó nha. Chuyện gì? Thì chuyện của Hạnh với anh Vũ đó. Mà sao Thủy Tiên biết hay vậy? Thì mình mình nghe mấy bạn trong phòng nói lại. Trời ơi, mấy bạn đúng là nhiều chuyện thiệt á. Vậy sao? Thì mình cũng đâu có giấu làm gì nữa đâu. Tại vì bữa nay á, anh Vũ anh công khai chuyện của tụi mình với bạn của ảnh rồi. Vậy hả? Mà công nhận á, Sài Gòn này cũng không có lớn nha. Quanh đi quẩn lại toàn gặp người quen không à. Thủy Tiên biết không, nhóm của Nam á lại là bạn của anh Vũ đó. Cái gì? Bạn chắc không? Chắc chứ sao không. Sao bạn hỏi vậy? Nhóm Nam còn gọi anh Vũ là anh ba nữa đó. Thiệt vậy hả? Thiệt. Mà sao Thủy Tiên lại hỏi vậy? Có chuyện gì hả? Đâu có gì đâu. Nè, đang tơ tưởng đến anh nào đó. Làm gì có chuyện đó. Nhìn cái mặt này là nghi ngờ lắm nha. Biết rồi ha. Chào ba chị. Sao món hàng tối đêm qua bà chị thấy như thế nào? Được. Vậy bà chị định trả bao nhiêu? Gấp rưỡi nha. Không được, gấp 4 lần. Vì đây là món hàng lạ mà. Không được đâu. Giá đó để tao đi ăn cám mà. Ông chủ không chịu trả giá đó đâu. Thôi, gấp 3 nha. Thôi cũng được. Bà chị biết em đầu tư món hàng này nhiều lắm không? Nhưng mà trước tiên bà chị phải cho em mượn xài đỡ nha. Vì món hàng rất đặc biệt và thú vị đó. Nhớ không được tái máy. Đảm bảo hàng chưa bốc tem. Không á thì một xu cũng không có đâu. Bà chị yên tâm. À, món hàng này bà chị dự định xuất như thế nào? Bây giờ em không muốn Hạnh gặp nguy hiểm, nhưng cũng không muốn nói cho Hạnh biết về hắn ta và Nam.
Em có nói thì chắc chắn Hạnh cũng không tin đâu. Vì em không có bằng chứng. Gạt tình cảm sang một bên đi. Hãy nhớ mình là một cảnh sát, cho dù có gặp bất kỳ tình huống nào. Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng tìm cách bảo vệ Hạnh và hoàn thành nhiệm vụ. Mà anh ơi, em muốn nhờ Phương Anh giúp đỡ, được không? Tất nhiên là được rồi. Mai anh sẽ trao đổi chuyện này với sếp. Em thấy hơi sớm, nhưng thôi, sao cũng được, tùy anh. Nhắn tin cho cấp trên mà nói như vậy hả? Em hơi bị liều đó nghe. Em liều hay là anh liều? Đã vậy em không thèm nhắn tin cho anh nữa đâu. Chào anh. Rồi. Vậy thôi nha. Em ngủ tiếp đi. Ngủ ngon. Tính chọc cho em giận luôn hả? Ngủ sao được mà ngủ. Anh xin lỗi. Vậy mà anh tưởng em đã ngủ ngon lành rồi chứ. Em ghét anh. Thấy người ta giận còn dám chọc nữa. Không biết đường xuống nước mà năn nỉ người ta đi. Biết sai rồi mà. Thôi xin lỗi nghe. Thôi em đi ngủ đi. Thức khuya quá có hại cho sức khỏe. Anh không muốn nói chuyện với em nữa hả? Em biết là không phải như vậy mà. Anh á, em là Thủy Tiên. Vậy thì là cô Thủy Tiên, được chưa? Thôi chúc Thủy Tiên ngủ ngon nghe. Ngày mai á còn nhiều việc lắm đó. Nhớ giữ liên lạc thường xuyên với anh nghe. Ừ, anh ngủ ngon. Thank you.
Hạnh. Trời, tôi nói tâm sự gì kìa. Thôi mình vô lớp trước đi. Thủy Tiên vô lớp trước đi. Đi trước đi. Mình đi trước đây. Chút xíu nữa gặp nó trên lớp chứ gì. Đi đi. Có chuyện gì vậy? Hôm nay trông đẹp ra nha. Có chuyện gì không? Hạnh ăn sáng chưa? Ừ, chưa. Chết, như vậy là không có được đâu. Mình nghe nói á, buổi sáng quan trọng lắm đó. Thôi, Nam dắt Hạnh đi ăn sáng nha. Không sao đâu, có bao giờ mình ăn sáng đâu. Như vậy là không có được. Anh Vũ giao cho mình á, là phải chăm sóc người yêu của ảnh. Trên lớp thật chu đáo. Mình mà làm không được á, không xong với ảnh đâu. Đi. Thôi được rồi. Đi. Thôi. Đi nha. Thôi. Đi. Nhìn kìa. Đây đây, đồ ăn tới rồi đây. À, Hạnh ăn được ớt không? À, để mình tự lấy cho. Thôi, để mình làm cho. Mình làm được mà. Mà sao tự nhiên Nam tốt với mình dữ vậy? Có gì đâu. Người xinh đẹp như Hạnh, ai mà không muốn tốt. Đúng không? Cảm ơn Nam nha. Có gì đâu, nghĩ vụ thôi mà. Anh Vũ giao cho mình chăm sóc người yêu của ảnh ở trên lớp. Mình mà không làm được như vậy là không có được đâu. Mình không ngờ là anh Vũ quan tâm tới mình dữ vậy đó. Ừ. Anh nói là ảnh thương Hạnh nhất luôn á. Thiệt không? Thiệt. Thôi ăn đi. Tan rồi nha. Để ý anh đó đúng không? Rồi gì? Kệ tôi. À, cậu Hưng. Dạ. Câu chuyển lời tới Thủy á, là tôi nhắc cổ á, là phải bình tĩnh hành động, phải thận trọng. Dạ. Rất có thể sao Vũ á, là một đường dây buôn người có tổ chức. Họ hoạt động rất tinh vi. Dạ. Con bé còn ít kinh nghiệm quá. Cậu phải chú ý theo sát, hỗ trợ cho nó nha. Đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra với con bé nha. Dạ, sếp cứ yên tâm. Em sẽ bảo đảm an toàn cho cổ. Chết thật. Tôi lãng trí quá rồi sao? Tôi có nhắc lại chuyện này hoài cả. À, còn việc truy bắt tên Hoàng sao rồi? Dạ, có thông tin hắn vẫn còn đang lẫn trốn đâu đó trong nước thưa sếp. Cậu tập trung phá vụ án này. Tôi tin là tên Hoàng có liên quan. Dạ. Rõ, thưa sếp. Trời, cái đồ cài mày đẹp quá ha, mua ở đâu vậy? Passion đó. Passion luôn đó. Ê, mà công nhận đó nha, con Hạnh tốt số thiệt đó. Có biết bao nhiêu đứa con gái theo đuổi anh Vũ, vậy mà anh có chịu đâu. Thiệt á hả? Dĩ nhiên rồi, không lẽ tụi này nói xạo sao? Không phải, ý mình không phải vậy. Mà nè, Hạnh đã trói được anh Vũ chưa? Ủa,
Trói anh chi? Trời ơi, vậy mà nó không hiểu đó mày. Trói ở đây có nghĩa là ràng buộc đó, hiểu không? Lỡ anh bỏ Hạnh thì sao? À, giống như cái kiểu là dùng bùa yêu á, phải không? Trời ơi, sao nó thi thố vậy mày? Đúng, nhưng mà ở đây là thành phố, người ta không có dùng những cái thứ đó, hiểu chưa? Vậy, chứ làm sao? Thôi, không được đâu. Mình với là anh Vũ chứ phải là vợ chồng mà. Trời ơi, khờ quá à. Trời ơi, Hạnh có yêu anh Vũ không? Có. Hạnh có muốn giữ ảnh không? Lỡ có đứa con gái khác cướp mất ảnh thì sao? Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Thì đó, bởi vậy Hạnh phải làm vậy. Có cơ hội là phải làm liền. Hạnh phải chủ động, hiểu chưa? Ừ. Chuyện đó bình thường thôi, cái gì đâu mà Hạnh phải lo. Ừ, phải rồi. Có cái gì to tát đâu. Tất cả đàn ông đàn bà trên đời này á đều phải làm chuyện đó mà. Ông bà ba má Hạnh cũng làm chuyện đó mà. Hạnh đừng có sợ. Ừ, đúng rồi. Bình thường mà. Ừ. Mà mấy bạn làm chuyện đó chưa? Tất nhiên rồi. Chuyện đó là chuyện bình thường mà. Tụi này cũng có người yêu hết rồi. Bình thường thôi. Nhỏ này nó ngốc thiệt á. Thử đi, thử vui đi. Lắm đó. Đúng rồi đó. Thử đi, vui đúng lắm rồi. Ừ. Không biết tụi nó đang bày trò gì với Hạnh. Chị đừng có lo, tụi nó không hại được Hạnh đâu. Mà chính bản thân của tụi nó cũng không biết Nam là hạng người như thế nào nữa mà. Chị lo lắng vậy á, sao không nói cho Hạnh biết để cổ chấm dứt mối quan hệ đó. Công việc của chị không cho phép. Điều duy nhất chị có thể làm cho Hạnh là bảo vệ cô ấy. Em giúp chị được không? Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà bây giờ em phải làm gì đây? Em hãy để mắt tới Hạnh nha Nam. Anh ta tới rồi. Nãy giờ nó xấu tôi phải không? Có đâu. Hạnh uống nước đi cho mát. Cảm ơn nha. Sướng nha. Có nước uống nha. Trời được ơi. Được chăm sóc kỹ quá. Năm người á mà có một ly nước à. Kỳ cục. Nè uống đi. Tôi cũng khác đó. Thôi không thèm mệt. Đâu. Uống đi. Bà uống đi. Trời ơi. Thôi bà uống đi bà. Tao mua cho mình bà. Qua dừng lại à. Thôi. Không uống đây tôi uống cho. Trời ơi, lấy con tao uống vậy đó. Để tao uống coi, tao uống miếng coi. Cẩn thận đó. Chia sẻ thôi mày. Mấy người uống đã chưa? Trời ơi, nước ngon ghê mày. Thiệt ha, có người đem nước tận nơi luôn. Sao đại ca không chở em Hạnh đến để tiếp cận với thế giới văn minh này? Mày yên tâm đi, nó sẽ nhanh chóng thành đứa chịu chơi hơn tất cả những đứa ngồi đây. Tiềm năng lắm á. Yeah. Nếu như đại ca có thể đưa nàng tới vũ trường để nàng biết lắc lư như tụi con gái ở đây á, thì tụi em sẽ mướn phòng khách sạn 5 sao cho đại ca ở 3 ngày 3 đêm. Phải đó, 3 ngày 3 đêm nha. 3 ngày 3 đêm. Cứ yên tâm đi, tụi em chuẩn bị tiền đi. Đại ca, thống nhất vậy đi nha. Từ đó tới giờ luôn giữ đúng lời hứa, không bao giờ nó láo em, đúng không? Cứ chơi thoải mái đi, vô.